căn nhà đúc 3 tấm quý anh chị ơi. Ở video này kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản sẽ chia sẻ tới toàn thể quý anh chị mình đang xem video. Một căn nhà một trệt 2 tầng lầu đúc 3 tấm anh chị căn này. Nhà xây mới hoàn toàn 100%. Nhà xây sổ hồng hoàn công anh chị nha, gara ô tô nha. Nhà có đầy đủ nội thất anh chị ơi. Em sẽ review căn nhà này để cho anh chị mình tham khảo. Đây là một căn nhà xây dựng và thiết kế theo hơi hướng hiện đại ha. Căn này 82,5m quý anh chị ạ, 82,5m ha. Một trệt 2 tầng lầu, đúc 3 tấm kiên cố. Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, ngay bệnh viện Di An, ngay trung tâm y tế Di An quý anh chị nha. Trung tâm y tế Di An, bệnh viện Di An. Nhà nằm trên mặt tiền đường quý anh chị nha, đường kinh doanh buôn bán quý anh chị nha. Đây đường rải nhựa, đường thông, đường đẹp. Đường này lộ giới tính rải nhựa lọt lòng là 7m anh chị, 7m ha. Nhà mình có gara ô tô, có 3 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng khách, nhà ăn, phòng thờ, sân thượng phía sau đầy đủ luôn. Nói chung nhà này công năng sử dụng là đầy đủ anh chị nha, có gara ô tô luôn nha. Hướng chính tây 100% luôn. Anh chị nào mà đang cần tìm nhà hướng chính tây, anh chị tham khảo căn nhà này anh chị nha. Đấy. Nhà xây mới quý anh chị. Ở bên đây cũng có mấy căn nữa này, đang xây quá trời được quý anh chị thấy không? Đó. Đường này đẹp nha, đường này vừa ở vừa kinh doanh ok nha anh chị nha. Đường ô tô thoải mái nha, hai ô tô tránh nhau. Để dễ hình dung nhất là nhà mình ngay trung tâm y tế Di An, ngay bệnh viện Di An anh chị nha. Từ đây ra trung tâm y tế Di An và bệnh viện Di An chính xác chỉ tầm 500m anh chị. Đây, ra ngoài phía ngoài này. Đó. Phía trước đó là đường DT743B anh chị nha. Ngoài ra vị trí căn nhà của mình nó nằm giữa cái khúc mà ngã tư Bình Thông và khu vực ngã ba cây Điệp anh chị. Chỗ này mà ra ngã ba cây Điệp á là tầm 1 km và lên ngã tư Bình Thông cũng là 1 km anh chị nha. Đấy. Thì nó nằm ngay trung tâm y tế Di An. Đó. Ngang 4 và dài 20.5, tổng là 82m. Đấy. Bây giờ em sẽ review lần lượt cho anh chị mình xem. Ở phía ngoài là cửa 4 cánh, cửa sắt kiên cố. Khu vực gara ô tô đây phía trước đây. Đó. Còn trong đây là khu vực phòng khách và nhà ăn đầy đủ luôn. Khu vực em đang ở đây là khu vực tầng trệt nhà mình. Căn này có nội thất anh chị. Đây. Khu vực phòng khách thì có một bộ bàn ghế có một bộ sofa quý anh chị nha, ha, sofa bằng da nha, màu nâu. Đây quý anh chị. Trần đóng thạch cao, hai bên được sử dụng các cái khung mấy cái khung ở dưới này là làm bằng vân đá mica, vân đá quý anh chị ha. Cửa này cửa nhôm kính sinh pha ha. Đấy, cường lực. Sân nhà mình đây, mình ngắm lại sân xíu nữa anh chị. Để xe máy thì thoải mái ha, để ô tô ok. Đấy. Căn này thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Giá là 5 tỷ 700 triệu nha quý anh chị nha, bao gồm tất cả các cái nội thất mà em Hải đang ghi hình cho anh chị mình xem đây. Đấy. Giá là bao gồm nội thất. Nhà hoàn công, sổ hồng hoàn công anh chị nha. Đấy, đẹp quá trời rồi. Đây khu vực bếp đấy ạ. Rất mong anh chị sẽ đăng ký kênh của em Hải nhé, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, để tiếp tục theo dõi và cập nhật những cái video mới ha. Em sẽ ghi hình chia sẻ lên đây để cho anh chị mình tham khảo ha. Rất mong anh chị sẽ đăng ký kênh của em để ủng hộ và cũng như theo dõi các cái sản phẩm mới của bên em. Bên em có nhiều bất động sản lắm anh chị ơi, đất nền, nhà phố, biệt thự, kho xưởng vân vân, từ A đến Z bên em có hết, phân khúc nào bên em cũng có ha. Rồi nhà vệ sinh phía dưới. Nên là rất là đa dạng, anh chị nào có nhu cầu như thế nào cứ alo cho em Hải nhé. Em sẽ hỗ trợ anh chị mình một cách tốt nhất. Số điện thoại của em ở góc trái màn hình, trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Đấy. Nhìn trong ra đẹp quá trời luôn anh chị này, khu vực bếp đây ha, ngoài kia phòng khách, xong rồi ngoài kia gara ô tô. Một căn nhà như thế này là quá ok rồi. Căn này 5 tỷ 700 triệu. Thương lượng chính chủ anh chị yên tâm nha. Miễn là anh chị mình thích ha. Giá cả thì em Hải bật mí cho anh chị, giá cả thương lượng chính chủ. Anh chị có thể là gặp trực tiếp chủ cũng được, hoặc có thể đàm phán qua em Hải ha. Em Hải sẽ đàm phán cho anh chị mình. Mức giá như anh chị mong muốn, anh chị cứ đưa ra giá ha. Ví dụ anh chị thích rồi, bắt đầu anh chị mong muốn mua giá nào, cứ báo cho em Hải ha. Đấy, em sẽ làm việc với chủ. Trên tinh thần là giá cả thuận mua vừa bán, anh chị yên tâm. Đấy. Bên đây có mấy bức tranh đẹp này quý anh chị ha. Đấy. Chỗ này là giả gỗ quý anh chị nha. Rồi để bây giờ em sẽ lên trên khu vực tầng lầu cho anh chị mình xem. Nhà mình có 2 lầu lận, một trệt 2 lầu, đúc 3 tấm. Xây mới hoàn toàn, vừa mới xong. Hiện tại đang còn dọn vệ sinh công nghiệp. Vẫn đang còn một chút bụi xíu xíu là quý anh chị thấy không? Đó. Đang trong quá trình hoàn thiện thì hôm nay em sẽ ghi hình để cho anh chị mình xem trước. Bên em chuyên tất cả các bất động sản tại Dĩ An và Thuận An của Bình Dương anh chị nhé. Đấy. Rồi, lầu 1, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh bên trong, nội thất đầy đủ ha.
Cửa phòng ngủ là nhôm kính sinh pha, cửa nhà vệ sinh cũng vậy, nhôm kính sinh pha. Đấy. Phòng ngủ này ở phía sau căn nhà. Labo, bồn cầu, gương soi đầy đủ, một cây sen thuyền để mình tắm ha. Rồi. Đây phòng ngủ phía sau có cửa sổ luôn, rất là mát, rất là thoáng anh chị nha. Đây. Rất là đầy đủ ha. Đấy, bàn trang điểm rồi tủ tivi, kệ tivi, giường, tủ đồ áo âm tường. Nói chung là về mình còn phải sắm thêm một chút chút nữa anh chị ha, chăn ga gối nệm chẳng hạn. Đấy. Chăn ga gối nệm máy lạnh. À, mình về mình sắm thêm. Rồi phía trước phòng ngủ. Phòng ngủ này cũng có nhà vệ sinh bên trong anh chị nhá. Đấy. Hai phòng ngủ master ha. Đây nhà vệ sinh mình đây. Xịn sò. Phòng ngủ này phía trước của căn nhà này. Đó. Cửa sổ cửa ra ban công. Quát từ cửa nên rất là sáng. Đây, đang vệ sinh công nghiệp này quý vị. Đang vệ sinh công nghiệp nha. Đấy. Nhà không biết cái anh vệ sinh công nghiệp này đi đâu rồi. Bỏ cái máy đây. Đây phòng này đẹp này quý vị. Phòng này chắc là mấy chị rất là thích ha, hoặc các bé này. À, mấy cái màu này là các bé rất là thích nè. Rồi, để em lên lầu 2 cho anh chị mình xem luôn. À, anh chị nào thắc mắc như thế những cái vấn đề gì cứ alo ngay cho em Hải nhé, em sẽ giải đáp cho anh chị mình nhé. Còn về cái vấn đề tất cả các cái bất động sản mà bên em chào bán thì anh chị yên tâm nha, sổ sách giấy tờ đầy đủ nha. Đấy. À, bên em không có bán sổ chung nên anh chị yên tâm, tất cả đều có sổ riêng hết 100%, mình có thể mua bán công chứng ngay sang tên ngay được luôn, hỗ trợ ngân hàng là thoải mái luôn anh chị nhé. Đấy, rồi lầu 2 bật điện lên cho sáng. À, lầu 2 là quý vị, nhà vệ sinh này, sân thượng phía sau này. Còn phía trước là có thêm một phòng ngủ với một phòng thờ ha. Đấy. Nhà vệ sinh lầu 2 nhà mình đây. Đấy. Ở sau đây có sân thượng là đẹp rồi anh chị ha, giặt phơi đồ cũng tiện nữa. Đây, sân thượng phía sau nhà mình. Rồi mình ngắm hàng xóm phía sau xíu anh chị ha. Đây, ở kín hết rồi ha, đô thị hóa hết rồi. Chỗ này về Thủ Đức 6 km anh chị, về Bixigo 5 km ha. Bixigo Di An 5 km. À, kế bên trung tâm y tế Di An, bệnh viện Di An. Đây, ra đó tầm 500 m thôi anh chị nha. À, phía dưới người ta đang làm hơi ồn xíu anh chị ơi. Đó. Đây, trung tâm y tế Di An là bên đây. Rồi mình xem cái phòng ngủ phía trước và cái phòng thờ phía trước này anh chị. Đây, chỗ này cầu thang. Cầu thang và cái giếng trời của nhà mình đây. Đó. Hiện tại là nhà xong hẳn rồi anh chị nha, chỉ còn một số cái công đoạn nhỏ xíu nữa thôi. Đây, phòng ngủ số 3 đây. Đầy đủ nội thất anh chị nha. Đó, về mình sắm thêm chăn ga gối nệm nữa là vào ở thôi anh chị ha. Rồi phía trước đây phòng thờ. Đây phòng thờ nhà mình đây. À, phòng thờ là rộng rồi quý vị, phòng thờ rộng nha. À, siêu rộng luôn. Nhà nào mình cần mình làm phòng ngủ cũng được luôn. À, còn đây là chức năng là phòng thờ. Rồi căn nhà hướng tây 82 m, ngay bệnh viện Di An, trung tâm y tế Di An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An. À, giá 5 tỷ 700 triệu thương lượng chính chủ. Rồi, em xin cảm ơn.